Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì chúng ta đang còn gặp một anh trai đến từ Sóc Trăng. Từ Sóc Trăng anh ha. Dạ. Thưa quý vị, giờ đây thì trời cũng đã hơi tối đó, cho nên là ở trong quán cà phê thì nó ồn quá. Hai anh em có vô quán cà phê nhưng mà trong đó người ta mở nhạc á nên nó ồn. Vì hai anh em đang còn ra ở ngoài công viên của Sa Đéc ngồi. Rồi thứ nhất là cũng dạo công viên để cho biết cái công viên của Sa Đéc. Rồi sẵn đó nữa thì anh trai đây cũng có muốn bày tỏ cái nỗi niềm, cho nên anh đi từ dưới Sóc Trăng đi lên ở trên Sa Đéc. Anh đi thì đi bằng phương tiện làm sao anh? Dạ, đi bằng phương tiện xe mô tô. Xe mô tô, xe không máy hả? Dạ, tuổi còn tuổi năm nay là bao nhiêu anh hả? Dạ, năm nay 58 tuổi. 58 tuổi mà còn chạy Honda từ ở dưới đó lên đây ào ào vậy đó ha. Dạ. Rồi đi vậy mệt dữ không? Cũng nói chung là cũng không mệt gì lắm, nhưng mà tại vì lên gặp Thương Quỷ là mừng, cũng như có ước mơ sẵn rồi đó, gặp được là mừng, coi như cái mệt bao nhiêu nó xóa được. Vậy đó hả, trời hạnh diện quá. Vậy rồi hôm nay anh muốn bày tỏ cái điều gì đây, anh có thể nói thì, cho cô chú trước biết. Trước hết thì giờ luôn xin chào Thương Quỷ với các bác, các chú. Dạ. Thì tôi tên Quân. Dạ, anh Quân ha. 58 tuổi. Dạ. Tình trạng hôn nhân gãy đổ khoảng gần 10 năm rồi. Ồ. Cũng sống độc thân vậy. Vậy sao trước đây lại không có tìm bà nào mà cho đến bây giờ mới đi vậy? Bị gì? Trước kia mình chia tay thì năm 49 tuổi mình thấy cũng muộn màng rồi. Rồi thành nhờ có chương trình của Tuấn Quỷ nè, thành cũng có hy vọng. Dạ, cũng có hy vọng thôi anh ha. Hy vọng. Thật ra, dạ, thật ra thì em á, thì là làm trong công tác kết nối. Thì mấy anh có nhu cầu á, thì em cũng kết nối để rồi cho mấy anh có cái cơ hội để bày tỏ. Còn cái chuyện là tới đâu thì thật ra là cái đó tùy duyên anh ha. Tùy theo cái duyên nữa. Trước cũng cảm ơn quý vị cũng như là mở đường cho anh em đi. cái duyên ở đâu thì không biết. Nhưng mà trong cái cuộc sống á, có hy vọng thì đó là một cái niềm vui. Nhưng mà em khuyên anh á, thì cũng đừng có hy vọng nhiều quá. Đôi khi để lỡ mà nó không thành đó thì sợ đôi khi lại thất vọng, nó lại càng buồn thêm. Cho nên thì mình cứ hy vọng đi. Bởi vì thật ra đó thì anh biết cái tuổi mình là tuổi cũng 58 anh ha. Tuổi 58 thì thật ra bên cạnh những cái người trang lứa của mình đó, thì thường đó thì người ta cũng lấy chồng lấy vợ này kia hết. Tuy nhiên là cái lứa tuổi nào thì cũng có cái lỡ thời của cái tuổi đó. Thì biết đâu ví dụ như là có cô nào đó mà cũng đang còn chờ đợi hoài mà nay cũng chưa có ý trung nhân, hoặc là đôi khi cũng do e ngại vì cái chuyện lớn tuổi. Rồi bây giờ có cái chương trình này thì cứ ai mà hợp cái quan điểm của mình thì bày tỏ cùng nhau hoặc là tìm đến nhau. Như là người ta nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thì coi như là có khi gặp người đó nói chung cảnh ngộ bên người cùng nhau chia sẻ. Coi như một khoảng đời còn lại thôi. Cho lớn tuổi mà sống độc thân mà không có người bên cạnh, không tiếng nói tiếng cười, điều đó là thấy nó rất là buồn. Rất quạnh hiu. Cái đó nó đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thiệt. Đúng. Rồi công việc của anh thì thường ngày thì anh làm công việc gì anh hả? Thì hiện tại bây giờ thì đi bán bánh mì. Bán bánh mì hả? Bán hai cử. Buổi sáng tới chiều. Không sống được. Nhưng có cái là về tới nhà rồi thì không có bóng người, mình phải dọn dẹp lau chùi rồi giặt giũ, thấy quạnh hiu quá. Giờ có chương trình của Tuấn Quỷ này mình hy vọng có kết nối được người bạn bạn đời là để coi như là cùng nhau chia sẻ. Nhưng mà cái mơ ước của anh thì anh mơ ước gặp người như thế nào? Chung ra là cũng không cần gì, mình cũng lớn tuổi rồi, tuổi tác thì cũng khoảng chừng 50 ngoài. Gần 60 cỡ hoặc ngang ngang tuổi mình cũng được. Rồi không cần đẹp đẽ gì lắm, hơi cao ráo là được rồi. Mình cũng cao rồi. Thích tướng cao cao một chút thôi. Không cần gì, biết có tình có nghĩa. Đúng rồi, thật tình với nhau là đúng rồi, sống có tình có nghĩa với nhau. Nhưng mà theo em thì
Thấy anh đi bán bánh mì vậy thì chắc là cũng có tiếp xúc với được nhiều đối tượng mà ta. Dạ có, nhưng mà cái tiếp xúc đó chỉ là mình tiếp xúc cho vui để mà trao chuyện buôn bán thôi anh. Ừ. Chứ không có về cái tình cảm là mình không bước gì được. Dạ. Nói chung ra tình cảm là chỉ nó vui thôi, nhưng mà do vào cổ không nên. À. Bởi vì nó không có chân thật. À. Mình thấy rõ ràng thà là có chương trình kết nối của Tuấn Vĩ nè. Dạ. Đó nó có hy vọng là nó vững chắc hơn. À, nó vững chắc hơn. Theo anh, quan điểm của anh thì như thế nào mà anh lại gọi là vững chắc hơn? Bởi vì có thể cộng đồng đâu phải là mình tình cảm ngoài lúc ló đâu ai biết, ở đây cả ngàn cả triệu người đều biết hết. Dạ. Dạ, cho nên là không có nói dối được đó. Dạ. Dạ. Đại khái là ví dụ như cô đó nói dối một mình anh thì nói dối được. Nhưng mà nói dối với cộng đồng thì còn có hàng xóm này kia biết, đúng không anh? Dạ, cho nên là đã lên đây là cái sự chân tình. Coi như là phơi vài gan sáng thôi. Dạ, đúng rồi, công khai. Công khai. Dạ, gọi là công khai. Đúng rồi, thì anh nói vậy là em cũng đồng ý với cái quan điểm đó. Dạ. Gọi là khi mà đã lên chương trình đó thì thứ nhất là con cái nó cũng biết nè. Dạ. Rồi cho đến là mình công khai hoàn toàn, mình không có giấu giếm cái gì nữa. Dạ, đúng rồi. Tuy nhiên là trong thời gian qua thì anh biết cũng có nhiều người gọi điện tới cho em và muốn tham gia chương trình. Nhưng mà có một cái là hỏi em là không có công khai được không? Dạ, thì em cũng có hiểu ý rồi. Dạ. Em có hiểu ý, chắc là cũng có đang còn dính dáng cái gì đó. Dạ, đang còn dính dáng gì đó cho nên là ngại là công khai. Dạ. Chứ còn ví dụ như mà không có còn dính dáng gì thì đâu có gì đâu mà ngại. Nên là thì đối với chương trình của em thì em cũng thấy nói ai mà thấy phù hợp thì tham gia. Còn nếu ví dụ như ai thấy không phù hợp thì không sao cả. Thì mình không làm việc được với nhau. Còn làm việc với em thì em phải là người thực việc thực và công khai hoàn toàn. Và thậm chí nữa là nếu ví dụ như có dịp mà em có thời gian mà em đi xuống với anh thì em vẫn cứ vô nhà anh để em chơi. Rồi em có thể là ghi nhận lại cái chuyện là anh đi bán làm sao, rồi là nhà cửa làm sao. Nhà nếu mà thời gian cho phép là em sẽ ghi nhận cái điều đó. Nếu nói chung ra đi được càng tốt. Dạ. Gì đâu. Dạ. Cũng nói thành thật, cũng nói thật, người đó không cần có nhà. Dạ. Độc thân. Dạ. Càng tốt. Dạ. Đó. Ừ. Nhà cửa có sẵn rồi. Dạ. Dạ. Tức là ý anh là chỉ cần người đó độc thân thôi. Độc thân khỏi cái nhà cửa cũng được. Nhà cửa anh thì có rồi. Có sẵn anh ha. Dạ. Dạ. Vậy là chỉ cần kiếm một người độc thân, trung thật, trung thành. Dạ. Dạ, biết chia sẻ. Dạ. Rồi lấy người đó về thôi. Chứ còn cái chuyện mà ví dụ như nhà cửa này kia thì anh có sẵn rồi, anh cũng không có màng tới cái chuyện của cải, hay là không màng tới cái việc cuộc việc làm này kia. Ha. Anh có chọn cái việc làm của họ là làm nghề gì hay là này kia không? Cái đó không chọn. Nếu mà về quê cảm thấy muốn làm được gì thì cũng cần chở. Thì làm được thì cứ làm để kiếm thêm cái đồng tiền sống, nó tùy. Dạ. Nó không ép buộc. Dạ, không ép buộc. Nhưng mà trên cái căn bản thì cũng không có cần phải là nghề nghiệp gì anh ha. Dạ. Nhưng mà sau đó thì nếu ví dụ như muốn buôn bán cho khuây khỏa thì cũng tốt thôi, đúng không? Nhưng mà có cái đặc biệt là chỗ này. Nghèo thì cho nghèo chứ không cờ bạc. Dạ. Yeah. Cái đó là đẹp. Đúng, đó đúng là rồi, nó sẽ làm con người mình nó đúng rồi tập trung tiêu. Dạ, đúng rồi. Nói chung là dính dáng vô cái chuyện cờ bạc này kia là đó đang là mệt lắm. Không nên. Dạ. Dạ, con người ta hư là vì cái chuyện đó đó. Dạ. Hư là do cờ bạc mà hư. Không có cũng được, nhưng mà mình biết thắng lại thì tốt. Chứ đó hồi đó nó có, nhưng bây giờ dạ, đang dạ, là tuy chết. Rằng là cái quá khứ thì mình không tính. Mình tính rồi. Tính cái chuyện tương lai và hiện tại thôi. Dạ. Là đừng có dính dáng vô cái chuyện đó thôi. Dạ. Còn cái chuyện là ví dụ như quá khứ thì mình cũng đâu có kiểm soát được. Dạ. Dạ. Ai cũng có quá khứ. Dạ. Ai cũng có cái quá khứ mà có những cái coi như ưu điểm và khuyết điểm hết trơn. Dạ. Chứ không ai có toàn vẹn. Dạ. Dạ. Nói là tôi toàn vẹn ưu điểm không, tôi không có khuyết điểm là hoàn toàn sai. Dạ. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi còn cái việc mà hôn nhân gia đình thì vậy là anh là tất cả có mấy người con, rồi con bây giờ nó ra sao anh? Coi như là hai vợ chồng có hai đứa con. Và đứa gái lớn với thằng trai. Dạ. Có hai đứa, và gái thì
xin lỗi là gã ra nước ngoài rồi. À. Gã bên qua Pháp. À, gã qua Pháp. Ừ. Để có thỉnh thoảng có về thăm ba mẹ này kia không? Coi như là nó cũng về hoài. Dạ. Hai năm trước nó có về. Ừ. Về rồi nó thường thường nó cũng, nếu mà tôi ở nhà dạ. thì nó cũng ghé thăm chút rồi nó biếu quà cho mình rồi. Dạ. Yeah. Về bên mẹ đỡ, mẹ cũng ở gần nha. À, mẹ cũng khoảng gần 1 km à. Dạ, yeah, à vậy hả? Dạ. Yeah. Vậy thì khi hai vợ chồng ly dị nhau rồi thì thỉnh thoảng có còn gặp nhau này kia không? Có, cũng gặp. Có cái đám tang của mẹ ruột á, yeah. cũng gặp. Gặp mà coi như là có người xa lạ. Yeah. Nó nói xin lỗi vì em tôi cũng hơi hận vậy đó, tôi không coi như là không quen vậy ha. Dạ, không quen. Dạ, nhưng mà thôi cái chuyện đó dạ, chuyện quá khứ trôi qua rồi. Dạ. Rồi còn đứa con trai thì sao? Đứa con trai thì cũng ở bên mẹ luôn. À, ở bên mẹ luôn. Hôm nay là 29 tuổi rồi, tuổi thanh. Dạ. Vậy là bây giờ anh cũng thui thủi một mình ha. Thui thủi một mình. Dạ. Vậy thì cái chuyện buôn bán của anh thì gọi là mưu sinh vì cái nghề đó hay là cũng làm cho khuây khỏa? Cái này là mới về đây làm khoảng chừng hồi tháng 3 tới giờ. Dạ. Ở tháng 3 năm ngoái. Dạ. Thì mình thấy cái nghề này kiếm sống được. Dạ. Nó nhẹ nhàng nữa. Làm bán đi sáng chiều. Dạ. Cũng sống được. Dạ. Vậy là mình vừa đi vừa rao hả? Không, mình cái lo giờ nó có thâu sẵn đó. À, có cái lo ha. Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ cái gì đó phải không? Người ta hay bán cái mì nóng giòn cái gì đó. À. Người ta hay kêu hay có cái loa nó kêu vậy phải không? Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ, bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm bơ hay cái gì đó phải không anh? Dạ. Hay kêu vậy ha. Rồi còn có những người ta đi bán cái gì mà em nghe người ta đọc là Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin hân hạnh giới thiệu keo dính chuột. Keo dính chuột không gây độc hại, không ô nhiễm môi trường, đặc biệt keo dính chuột còn có thể tái sử dụng nhiều lần. Keo dính chuột có thể dính được chuột to, chuột nhỏ, chuột nhắt, chuột trù, thậm chí dính luôn cả mèo. Phải không anh? Nó đọc tự động phải không? Dạ. Hồi Tết đó, tôi chỉ nghỉ có bữa ngày mùng 1 lò, chủ lò nghỉ đó. Dạ. Mùng 2 là bán luôn, bán ham lắm. À. Không ai bán, trời bán ham. Mình chỉ bán trong địa phương mình không à. Dạ. Chứ không bán đâu xa chứ. À, không đi đâu xa chứ. Chứ ở đó mình lúc đầu ra bán chỉ có một mình à. Ừ. Rồi bây giờ cái có anh em ở bên ngoài vô là ngoài ngãi vô bán á. Dạ. Thì nó hơi đông chút, nó hơi khó khăn chút. Dạ, nhưng mà rồi anh cái này thì nó hơi tế nhị xíu, em hỏi nó hơi tế nhị xíu nhưng mà rồi anh có thể tiết lộ cái thu nhập được không? Được chứ. Dạ. Vậy cái thu nhập vậy thì một nói chung ra một ngày thì nếu bán hai cử nó trừ chi phí cũng kiếm được 400.000. À, khoảng 400.000 một ngày. Wow. Vậy là cao đó anh hả? Có 2.000. Ừ. Cái này là gọi là anh cũng tiết lộ đó chứ không phải là nhưng mà đó ít người không biết. Dạ, những người khác có thể là họ không biết đâu, bởi vì là anh biết bây giờ nói xin lỗi đi làm hồ đó, làm loàn mắt luôn mà một ngày được 100 mấy 200.000. Hồi đó tôi là làm thợ hồ như giờ nhiêu 300 ngoài ngàn. Nhưng mà này chỉ bán có khi sáng 8 giờ mấy 9 giờ thì nghỉ cái cấp bán được là buổi sáng kiếm 300 300 ngàn. Bây giờ đông quá thì cũng kiếm được 200 ngàn. Thì đó nó cũng khỏe đúng không anh? Dọc với nghề bánh mì không ai biết đâu. Dạ. Một ổ nó để 3.000. Dạ. Nhưng mà 10 ổ phao ổ nữa. Dạ. 3.000 bán 5.000. Dạ. Ngon lắm à. Cái này anh tiết lộ vậy rồi để em cũng em đi bán. Có lên tao coi tao biết. Dạ. Nhưng mà không sao, gọi là nói chơi cho vui vậy thôi chứ mỗi người mỗi nghiệp mà. Mỗi người mỗi nghề chứ đâu có còn có kêu thêm mấy bạn làm bán đi sống được. Dạ. Bạn cùng túi tuổi với mình nè. Dạ. Rồi thấy thôi đi làm cực khổ hộ đó thôi đi bán đi. Bán được rồi. Vốn có không là bao nhiêu? Dạ, vốn nó có bao nhiêu? Bánh mì vốn bao nhiêu? Chịu chịu ngoài vốn hàng đồ, sắm đồ. Vậy là mình bán bánh mì không á ha, bánh mì đặc ruột không anh không ha. Không được rồi, khỏi bằng biểu thịt thà. Dạ. Khỏi ba cái chuyện mà phải bỏ thịt, bỏ thà rồi chè sẻ. Nó còn đẻ ra cái công nữa đó. Dạ, đúng rồi. Chỉ là sáng đi lấy
lo rồi, ví dụ ngày mai bán bao nhiêu thì chiều nay mình điện đi cho biết là ngày mai tăng lên tôi 20 ổ hay 30 ổ hoặc là giảm gì đó à, rồi nó làm cho mình. Vậy anh ở dưới đó là thuộc nó là tỉnh Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên. À, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, xã Đại Tâm. Dạ, xã Đại Tâm. Vậy là anh bán là bán thuộc rồi, bán cho ở xã, bán ngay xã Đại Tâm. Bán xã Đại Tâm. Dạ. Tuy rằng là tuổi của anh 58 nhưng mà nhìn thì anh thì cũng còn trẻ. Dạ. Nhìn trẻ mà đặc biệt là sức khỏe, thế chắc là có thể là do anh đi bán hàng ngày vậy, thì anh cũng lao động này kia đó, cho nên là anh sức khỏe tốt. Đúng ra là anh ở nhà anh làm việc chưa lắm. Dạ. Bởi vì nó đúng cái đó, nói thiệt buồn quá, làm công việc làm cũng như là bạc. Dạ. Cũng có miếng giường. Dạ. Giường có cỏ gì, cũng ra làm tối ngày, nó nói trời ở có một mình sao làm quá sạch sẽ quá. Dạ. Dạ. Vậy là ok, em cũng hiểu được phần nào về cái công việc này, rồi cho đến cái căn bản của anh thì gia đình cũng anh cũng đã ly dị vợ là cũng hơn 10 năm rồi nè, ở giá hơn 10 năm, rồi công việc của anh thì em cũng nắm được rồi, rồi còn cái tiêu chí kiếm vợ của anh thì em cũng nắm được, và các cô chú cũng nắm được cái điều đó rồi, nắm được cái căn bản rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình đi dạo dạo một chút rồi mình về anh ha. Dạ. Dạ, đi quay công viên Sa Đéc cho cô chú coi một chút, vừa đi mình vừa trò chuyện anh ha. Dạ. À, thưa quý vị, đây Tuấn Vĩ rọi công viên Sa Đéc cho quý vị coi nha. Công viên Sa Đéc thì có cái giỏ hoa rất là lớn ở nằm ở giữa công viên. À, rồi bữa nào biết đâu được rồi một ngày nào đó rồi anh có ý trung nhân rồi dẫn ý trung nhân lên đây đi chơi Sa Đéc không chừng anh ha. Đó, đây là cái anh đứng đây em chụp cho mấy tấm hình coi. Đứng mấy cái chỗ vòng vòng đây nè. Đó, đây nha. Có chỗ nào? Rồi đúng rồi, đúng rồi. Cho chụp nha. Rồi ok nha. Đúng rồi. À, 1 2 và chụp nha. 1 2 và đó, 1 2 và rồi 1 2 và đẹp ha. Rồi mình đi vòng vòng lên công viên mình chơi anh ha. À, thưa quý vị, hôm nay là bắt đầu người ta dẹp mấy cái hoa này rồi đó quý vị. Người ta dẹp hoa bởi vì ở cái chỗ là nó người ta không có trưng Tết nữa đó. Thì hết Tết rồi người ta dẹp cái hoa luôn. Hết Tết hoa cũng tàn rồi. Dạ. À, đây quý vị, đây là Xuân Tân Sửu này 2021. Đó, cái giỏ hoa đó quý vị. Thì bữa Tết rồi anh vậy là mùng 1 bắt đầu anh đi bán luôn. Đó, mùng 1 là lò nghỉ làm, nghỉ một ngày. À, nghỉ ngày mùng 1. Rồi anh đi bán luôn. À. Dạ. Vậy là coi như đúng ngày mùng 2 là đi bán cho tới giờ luôn. Ừ. Rồi hôm nay nghỉ ngày đi lên em vậy là có tiếc không? À, không tiếc đâu, bị gì chủ lò á. Dạ. Bán từ bữa mùng 2. Dạ. Tới mùng 9 rồi. Dạ. Mùng 10 nghỉ cho lò. Ừ. Nghỉ 3 ngày. Dạ. Nhưng bữa nào chủ lò bán thôi. À. Thẳng việc nghỉ này tôi nghỉ đi công việc thôi luôn. Dạ. Đang mơ ước ao ước lâu lắm rồi, cơ hội việc này phải đi. Dạ, phải đi, phải thấy trong lòng nó nôn nao rồi phải không. Dạ. Mình về mình không buôn bán thì làm gì làm. Dạ. Nữa thấy trong lòng sao xuyến rồi muốn muốn đi kiếm vợ. Dạ. À, thưa quý vị, vậy hai anh em đi dạo một chút xíu. Và Tuấn Vĩ cũng quay sơ cho quý vị biết được cái thành phố Sa Đéc là nó có cái công viên. Thì Tuấn Vĩ nhà ở cũng gần ở đây, nên là mỗi lần mà hẹn cô chú, anh chị là Tuấn Vĩ hẹn ở chỗ công viên này cả. Đó, cho nên là khi nào quý vị mà... Rồi anh đứng đó anh chờ em chút. Nếu mà cô chú anh chị đó mà có tới Sa Đéc để gặp Tuấn Vĩ á, thì tới công viên Sa Đéc này, rồi Tuấn Vĩ sẽ rước các cô chú và anh chị. Thưa quý vị, giờ đây Tuấn Vĩ xin dành một phút để nói về cái chương trình của mình. Là thời gian gần đây thì cũng nhiều cô chú anh chị là quan tâm đến cái việc là kết nối yêu thương. Thì Tuấn Vĩ cũng xin trả lời thế này, trả lời chung là ai cũng như ai. Cái bước đầu thì Tuấn Vĩ phải gặp mặt để Tuấn Vĩ ghi nhận.
Bởi vì chương trình của Tuấn Vĩ là nó thực tế, chứ Tuấn Vĩ không có làm việc qua Zalo hay là không làm việc qua Facebook hoặc này kia, gọi FaceTime này kia, là Tuấn Vĩ không có làm việc như vậy. Bởi vì mỗi người có một cái cách làm việc riêng, thì Tuấn Vĩ thấy như vậy mà nó còn chưa chắc chắn, là nói chi cái chuyện mà liên lạc qua Zalo hoặc này kia, gặp mặt đây mà còn chưa ăn ai. Cho nên là Tuấn Vĩ có cách thức làm việc riêng của mình. Nên các cô chú anh chị nào mà có thấy cái chương trình của Tuấn Vĩ hợp á, với cái cách làm việc á, thì quý vị tìm đến Tuấn Vĩ là tại thành phố Sa Đéc để Tuấn Vĩ được ghi nhận, và Tuấn Vĩ sẽ công khai cái clip đó để rồi chúng ta cùng kết nối lại với nhau. Và giờ đây thì cuối chương trình cũng không biết nói gì hơn là xin chúc cho cô chú anh chị luôn vui khỏe và bình an. Còn bây giờ thì anh trai có thể gửi tới lời chào tới cô chú trong dịp đầu năm mới, cũng như là chúc cho người ấy điều gì thì anh nói nè. anh chúc trước hết là xin chào Tuấn Vĩ, chúc cho Tuấn Vĩ gia đình nhiều sức khỏe năm mới an khang thịnh vượng, tất cả cô bác anh chị trên mạng đều bình an, may mắn, nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Rồi kêu người ấy xuất hiện mau đi để khỏi mong mỏi. Về đi bán bánh mì với anh. Rồi người ấy nằm ở đâu, mau xuất hiện đi, anh đang sẵn sàng mở rộng vòng tay đón. Ok anh. Rồi vậy bây giờ về sau thì mình cứ cầu nguyện ha, mình cứ chờ đợi coi cái duyên mình tới đâu anh ha. Rồi giờ đây Tuấn Vĩ xin được kết thúc video quý vị. Và cuối video thì cũng như thường lệ, mong quý vị đừng quên là đăng ký kênh cho Tuấn Vĩ để xem những video mới. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Rồi chào anh ha. Rồi bye bye.